tiểu tử này thân thể cũng rắn chắc lắm mặc dù cảnh giới của ta bị áp chế ở võ sĩ nhưng hắn có thể chống nổi một trưởng tùy tay của ta cư nhiên chẳng chút tổn thương gì tiểu điều ngươi không được rồi đến hắn cũng không giải quyết được để ta lên cho hứ ta nhường hắn một tay cũng không thể thua được hắn là của ta kẻ tiếp theo nhiều người không 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 tiểu tử này rõ ràng không phải thiên tài bình thường có thể đọ nổi đánh đám khác tuyệt đối không sướng bằng đánh hắn tránh ra đi ngươi đã đáp ứng rồi để ta lên trước, nói lời giữ lời chút được không? Coi thường người khác quá rồi đấy. Mên vội vàng đứng dậy. Không cần biết các ngươi là đại năng hay tiểu thiên tài của thế lực lớn nào, đều không sao hết. Chỉ cần là cùng cảnh giới, ta không sợ bất kỳ ai hết. Thái ất thần thuật, hoán trang phù. Dùng kiếm sao? Vậy ta cũng dùng kiếm để đấu với ngươi. Thanh Long sử dụng những cọng cỏ bên dưới làm kiếm. Thanh Minh kiếm trận. Mên phất tay phá hư chỉ dung nhập hỗn độn toán kinh thôi diễn phá hư sát trận lúc này thanh long bay tới kẹp chặt ngọn cỏ trong hai ngón tay thanh long si mê nhanh chóng thi triển vi bộ né đi tất cả động tác của ngươi đều nằm trong dự tính của ta lưỡng nghi kiếm pháp hậu vĩ thức pháp thôi diễn sao ta cũng biết ra ảnh nhẫn những tiếng nổ liên tiếp vang lên sau một hồi cả hai cùng đáp xuống dưới đất chỉ dùng một ngọn cỏ, cư nhiên lại có uy lực lớn như vậy. Nếu như dùng kiếm thật còn đến mức nào nữa? Trong lòng có kiếm, trong tay không phải cầm kiếm, thì có gì khác biệt chứ? Tiểu tử ngươi không tồi, dùng là lưỡng nghi kiếm pháp hả? Không có nghe nói âm dương giáo có người như ngươi, báo danh đi. Muốn biết tên ta, thắng ta trước rồi nói. Tiểu ca không biết tốt xấu, lẽ nào ngươi không nhìn ra chúng ta còn chưa dùng hết sức sao? Nếu như nghiêm túc động thủ, thắng ngươi không quá chu tước giật mình nhìn bên dưới trận pháp tiểu tử này khi chiến đấu với tiểu trùng tử đồng thời còn nhan dỗi bố trận à võ sĩ sơn mạch áp chế thần hồn của ta ta lại nhất thời không phát hiện ra dựa vào long giáp kiếm của ta làm căn cự lãng quyền pháp tam giới thần canh dung nhập thần canh trấn hải trận mẹ nó tiểu tử này được lắm canh khí sử dụng còn là thần canh trận này chúng ta nhất thời không thể thoát được hắn đem chúng ta nhốt lại rồi không biết là có ý gì đây. Các ngươi chưa dùng hết sức, ta chẳng lẽ không phải. Tiếp theo đây sẽ để các ngươi kiến thức một chút toàn lực thật sự của ta. Được, có cảm giác như đóng cửa đánh chó vậy. Muốn làm chó tự ngươi đi mà làm, đừng mang theo ta. Hỗn độn toán kinh thôi diễn. Âm dương xuất bi thủ, lưỡng nghi kiếm trận. Thuẫn ảnh cự lãng chỉ sát trận, thần canh phá sát trận. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Đã! đồng cảnh giới ta còn chưa từng gặp phải kẻ địch như vậy đâu, đã đời. Bất quá còn chưa hết đâu, có hỗn độn toán kinh ở đây, trận pháp ta có thể diễn hỏa còn nhiều lắm, lại thôi diễn 10, 8 cái nữa. Đột nhiên có ánh mắt nhìn chầm chằm lên người. Mên giật mình sợ hãi. Mên lúc này im lặng không thốt nên lời. Mau rời khỏi hư thiên cảnh, có một cỗ sức mạnh lớn mạnh muốn bắt lấy chúng ta. Mên vội vàng dùng lệnh bài, tán. Biến mất khỏi đó trong chớp mắt. Trận pháp của mình cũng dần dần tan biến. Tiểu oa này tra ra được sức mạnh của ta, chạy rồi. Lẽ nào do chúng ta đã già rồi sao? Cư nhiên đến oa oa cũng không thu thập được. Cũng may không ai biết chúng ta đến hư thiên giới, tiểu oa kia cũng không nhìn thấy chúng ta. Nếu không dáng vẻ này của chúng ta, thật đúng là mất hết mặt mũi mà. Tiểu Vương Bát Đản chạy nhanh quá, không tra ra được nguồn gốc của hắn. Hư thiên giới lại ẩn giấu tất cả tin tức, làm thế nào mới tìm được hắn đây? nhưng hắn còn biết thiên sát bộ của bất hủ thần điện lẽ nào không thể nào bất hủ thần điện truyền nhân cực ít trước mắt chỉ ở võ sĩ cảnh chỉ có một người đang ở bên ngoài rèn luyện là một tiểu nha đầu không thể nào là hắn thiên sát bộ của hắn sợ rằng là học lỏm được hơn nữa trận pháp của hắn đa phần là dùng tiểu âm dương sát trận của âm dương giáo làm diễn biến cho nên thân phận của hắn có lẽ là đệ tử âm dương giáo đúng rồi âm dương giáo chính là ở trong đông tề quốc cảnh ta nhớ chân long thánh địa kia còn tạo cái gì mà tiềm long bảng. Ta liền mượn cái tiềm long bảng này, lôi tiểu tử đó ra. Nếu đã như vậy ta cũng đến xem náo nhiệt, hay là thế này, đem những thế lực trong chiều của chúng ta vào tham dự đi, như vậy chúng ta cũng có thú vui để xem. Nhân tiện đem phần thưởng tăng cao một chút, không tin tiểu tử kia không trúng chiêu. Ta biết ngươi muốn làm gì, bất quá tiểu tử đó là người của thanh long hoàng triều ta, ngươi bỏ cuộc đi. Việc trong thiên hạ làm gì có tuyệt đối, nói không chừng người ta thích chu tước hoàng triều ta cứ phải gia nhập đấy tất cả đến hôm đó mới có kết luận trở lại ký túc của men canh khí hao hụt nghiêm trọng ta hiện giờ đến sức động một ngón tay cũng không có nữa dù gì dựa vào cảnh giới của chủ nhân đồng thời thúc động nhiều trận pháp như vậy cũng quá miễn cưỡng mặc dù như vậy mà ta vẫn thua vương bát đản từ đâu đến đều là võ sĩ cảnh cư nhiên có thể mạnh đến trình độ đó ta tự nhận dùng hết toàn lực dưới võ tông thì chẳng sợ gì hết mà hắn cư nhiên lại trên cả vậy. Thiên hạ rộng lớn như vậy, đối phương mặc dù nhìn có vẻ như gần với cảnh giới của chủ nhân, nhưng ít nhất cũng là lão quái vật trên trăm năm. Chủ nhân thua bọn họ cũng coi như là bình thường, nếu như không muốn thua nữa, vẫn cần nhanh chóng tăng cao thực lực. Vương bát đàn, ta sớm muộn cũng vượt qua bọn họ. Trong khi đó ở hoàng cung của Thanh Long Hoàng Triều. Thanh Long Đại Đế, tên nào gan lớn hơn trời, lại dám mắng quả nhân. Đại Đế, gọi tiểu nhân đến là có việc gì vậy? Truyền lệnh xuống, quy tắc của tiềm long bảng sẽ thay đổi. Hôm sau, Thanh Long Đại Đế và Chu Tước Đại Đế đồng thời hạ chiếu thư, hai đại hoàng chiều mỗi bên phái ra ba nước chư hầu, liên hợp tổ chức tiềm long bảng và quy định lại phần thưởng tiềm long bảng. Lệnh của Đại Đế, không dám không nghe theo, lục đại chư hầu trong cảnh nội của hai hoàng triều lập tức có hành động. Tin tức này cũng giống như gió truyền khắp trong hai đại hoàng triều, không chỉ lục đại chư hầu quốc, các phương thánh địa, Hoàng kim thế gia. Vạn năng đại giáo cũng nghe tin mà hành động, bởi vì phần thưởng đúng thật là quá mức phong phú, nay khiến bọn họ ngửi được thứ khác. Hành động này của đại đế là có ý gì? Đại đế làm vậy là có ý gì vậy? Lẽ nào là muốn đánh trận sao, chiêu mộ nhân tài khắp nơi? Thiên ngoại thiên không hề có dị động, có lẽ là không phải, hoặc là tứ đại thần sĩ đã có động tĩnh gì đó. Trở lại Đông Tề học viện. Hai người cũng bị gọi đến hả? Đúng vậy, ta đang xin lão đầu nhà ta chút tiền cược đấu quyền, liền bị hướng dẫn báo qua đây, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Một bóng người xuất hiện. Ha ha ha, đừng đoán bừa nữa, người gọi các ngươi đến là ta, lần này có đại sự phải nói. Gặp qua phó viện trưởng. Không cần đa lễ, hôm nay Thanh Long đại đế hạ lệnh, Tiềm Long bảng sẽ cử hành vào nửa tháng sau, quy mô và lực ảnh hưởng của Tiềm Long bảng lần này lớn hơn trước kia rất nhiều lần thế lực đỉnh trần của thanh long hoàng triều và chu tước hoàng triều cảnh nội có lẽ đều sẽ tham dự vào trong buổi lễ long trọng như vậy đông tề học viện chúng ta tự nhiên phải đại diện đông tề quốc tham gia một chân rồi tìm long bảng lần này phân biệt thiết lập võ sĩ bảng và võ sư bảng trong ba người các ngươi diệp minh là võ sĩ mạnh nhất trong lịch sử viện ta trương hoành và mi như ngọc lại là đồng đệ nhất võ sư cảnh trong số học viên năm nay cho nên học viện quyết định phái ba người các ngươi tham gia Ta nhớ Tiềm Long bảng vốn dĩ chỉ là mấy tiểu quốc liên hợp tổ chức, Xích Dương Muôn cũng có thể chiếm một chân, hiện giờ cư nhiên biến thánh hai đại hoàng triều cùng cử hành đại tỷ thí sao lại thế này? Ngày đoạt bảng, Thanh Long đại đế và Chu Tước đại đế sẽ tự mình đến xem, hơn nữa ngoại chức Lục đại trư hầu quốc, có lẽ sẽ có rất nhiều đại thế lực phái người tham dự. Cho nên cạnh tranh lần này vô cùng kịch liệt, các ngươi nhất định phải dốc hết sức. Tuần lệnh. Ha ha, ba tiểu gia hỏa các ngươi có thể tu luyện được đến vậy, cũng đều là tiểu nhân tinh ta cũng không yêu cái gì mà chiến đấu vì vinh quang học viện, chúng ta nói trực tiếp luôn. Phần thưởng lần này vô cùng phong phú, đệ nhất danh sẽ có được 300 vạn võ tôn tệ, tiền tam danh trực tiếp có được cơ hội tiến nhập Thanh Long học viện hoặc Chu Tước học viện. Ngoài ra, đệ nhất danh còn có thể có thêm tư cách trở thành Hoàng Kim vệ, sau khi trở thành võ tông, tùy thời có thể lựa chọn gia nhập Hoàng Kim vệ. 300 vạn võ tôn tệ phần thưởng phong phú như vậy chẳng trách lại đánh động các đại thế lực, cái khác thì không nói. Chỉ riêng khoản tiền này đã là một khoản lớn rồi. Chỉ là Hoàng Kim vệ kia là cái gì vậy? Ngũ Hành Thần Càn thời địa từng thiết lập bát vệ, Hoàng Kim vệ chính là một trong số đó. Sau khi thần triều bị diệt, chỉ có Hoàng Kim vệ là được truyền thừa tiếp, nó đồng thời nhận Ngũ Đại Hoàng triều tiết chế, là lực lượng tiết điểm kết nối Ngũ Đại Hoàng triều, cũng thần bí lắm. Không nói đến thu hút của 300 vạn võ tôn tệ kia vội, Thanh Long học viện ta là không vào không được. Chỉ cần tiến nhập vào trong đó là có thể tùy thời đi gặp Tô Lan rồi. Cảnh chuyển tới thất công chúa Điện Đình Viện, Chu Tước Đế Cung. Chu Tước Liên Chỉ. Cô ấy đang hăng hái tập luyện. Tên khốn nạn, tên xấu xa, tên lưu manh. Diệp vô địch đáng ghét, cư nhiên lại vứt lại một mình bản công chúa, thật đúng là đậu xanh. Thất công chúa, có đại sự phát sinh rồi. Lại dám làm phiền bản công chúa tu thân dưỡng tính, gan cẩu lớn lắm. Có gì nói mau, nếu như việc không đủ lớn, bản công chúa chắc chắn sẽ khiến ngươi thay thế người cỏ kia làm bao cát. Hồi thất công chúa, đại đế hạ lệnh, nửa tháng sau cùng Thanh Long Hoàng Triều tổ chức tiềm Long Bảng. Phần thưởng lần này vô cùng phong phú, nghe nói thậm chí đến tứ đại thần sĩ cũng có ý phái người tham gia. Liên quan gì đến ta? Lẽ nào ngươi cảm thấy bản công chúa thiếu chút tiền đó? Hoặc là thiếu bảo vật gì, cần đánh nhau với người khác để kiếm về? Này, công chúa trước giờ vẫn luôn thích du ngoạn, tiểu nhân còn tưởng rằng người sẽ hứng thú với việc náo nhiệt này. Đánh nhau với người khác gọi gì là náo nhiệt chứ, không đi. Cảnh chuyển tới huyền thiên thánh địa. Nơi Tô Lan đang tu luyện. Huyền thiên thánh địa triệu kiểm cơ. Tô Lan, người tham gia tiềm long bảng lần này đã lựa chọn xong rồi, con là một trong số đó. Cô ấy từ từ mở mắt. Sư Tôn, nhiều sư huynh sư tỷ lợi hại hơn con như vậy, vì sao lại phái con tham gia? Triệu sư huynh của con cũng sẽ tham gia, lần này đi con và nó nghiêm túc nói chuyện tăng tiến cảm tình triệu thiên nhất là người kiếm trì con là huyền thiên thánh địa đệ tử hắn không phải sư huynh con nếu như hắn muốn đi vậy con sẽ không tham gia nữa triệu thiên nhất thân là kiếm trì đệ tử dung mạo xuất chúng gia cảnh hiển hách còn có gì khiến con không hài lòng chứ sư tôn còn cần con nói bao nhiêu lần nữa người mới chịu dừng lại trong lòng con đã có chủ tuyệt không có ý khác có chủ chính là tiểu tử xuất thân từ tiểu tông môn nghèo hèn kia sao? Ha, hắn có thể xứng với con chắc. Huynh ấy thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định sẽ là nhất phương đại năng, tuyệt không giống như sư tôn nghĩ. Có xứng với con hay không, tô lan trong lòng tự có quyết định. Ha ha ha, đại năng một phương, chỉ dựa vào một tiểu tử xuất thân cửu phẩm tông môn. Thật đúng là hài kịch lớn nhất thiên hạ mà. Nếu như hắn thật sự nói với con như vậy, nhất định sẽ tham gia tiềm long bảng này, con chẳng phải càng nên đi gặp hắn sao. Nếu như hắn không tham gia thì thôi, nếu như dám tham gia, ta rất vui vẻ nhìn thấy dáng vẻ hắn bị triệu thiên nhất ngược đãi. Con cũng làm tốt chuẩn bị đi. Ây, xem ra bắt buộc phải đi rồi. Minh ca, thật sự sẽ tham gia sao? Nhiều ngày sau, vì để ứng đối tiềm long bảng, Diệp Minh nghỉ ngơi dưỡng sức, vất vả tu luyện, rất ít ra ngoài. So với Diệp Minh Trương Hoành lại là tên cùng tu luyện, quyết định triệt để bế môn không ra ngoài, liều mạng tu luyện tam thi kinh cảnh giới tăng lên nhanh chóng mi như ngọc thì trong lúc tu luyện cứ 3 ngày hai bữa lại đến tìm diệp minh hoặc là tìm diệp minh nói chuyện hoặc là mang đồ dùng sinh hoạt trang trí phòng cho hắn yêu cầu môi trường sinh hoạt của đệ cũng kém quá đấy ta phải giúp đệ sắp xếp tử tế mới được diệp minh biết tâm ý của mi như ngọc nhưng hắn rất ít khi được phái nữ chủ động dùng tình cảm chân thật đối tốt cũng không biết phải ứng đối loại việc này thế nào sau nhiều lần khuyên cũng vô ích chỉ có thể lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng chống đối, cuối cùng cũng tùy cô ấy mà thôi. Thời gian sau đó tại đông tề học viện đình viện nào đó. Tham kiến viện chủ. Không cần đa lễ, hôm nay gọi các ngươi đến đây là dẫn các ngươi đi tham gia tiềm long bảng. Tiềm long bảng lần này không giống trước kia, hai vị đại đế đích thân giám sát hiện trường, chúng ta cũng theo sát, các ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực. Nếu như có thể thắng, ngoại trừ phần thưởng trên danh nghĩa, các ngươi còn sẽ có được rất nhiều phần thưởng vô hình, đến lúc đó sẽ biết thôi lúc này đột nhiên có người xuất hiện tướng quân thanh long hoàng triều vũ thiên ảnh mọi người đều hướng ánh mắt tới cô ấy thiên ảnh từ từ bước qua trước mặt mên sắc khí thật đáng sợ người này là ai cô ta chỉ đứng ở đó thôi ta đã cảm thấy khó mà hít thở thực lực đáng sợ thì thôi đi lại còn xinh đẹp như vậy ai mà chịu nổi chứ cũng không tồi ít nhất cũng không tè ra quần trong ba người này kẻ nào là đồ đệ của ta? Diệp Minh, đây chính là sư tôn của ngươi, Vũ Thiên Ảnh. Thiên Ảnh cô cũng đừng đùa nữa, thu khí thế lại chút đi. Đồ đệ Diệp Minh, tham kiến sư tôn. Ồ, thú vị lắm. Chuyện gì vậy? Công đức trong Thần Hải đột nhiên lại mất liên hệ với ta, ẩn nấp đi. Bắc Minh, Bắc Minh. Ta không cần biết người khác nói ngươi là thiên phú dị bẩm thế nào, trong mắt ta, bất kỳ thiên tài nào cũng chẳng là gì hết. Chỉ có kẻ đối diện với khó khăn mà vẫn giết ra được một con đường máu, mới có thể coi là võ giả thật. Hy vọng ngươi không phải loại chỉ có hư danh. Đúng rồi Sư Tôn, ta đã có một vị Sư Tôn, là Cao Phụng Tiên trưởng lão của Âm Dương Đoàn. Không biết Sư Tôn có thể. Không sao, tự cổ đến giờ thành tựu một vạn đại năng giả, đa phần có nhiều vị sư phụ dẫn dắt, ngươi có thể làm được đến vậy chứng tỏ tài năng của ngươi khiến người khác yêu thích, ta sẽ không để tâm. Nhưng ngươi cũng phải hiểu rằng ta còn chưa hoàn toàn chấp nhận đồ đệ như người. Sư tôn này quả nhiên giống như trong lời đồn, cũng khó mà chung sống quá đấy. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Ba người kinh ngạc há hốc miệng. Mên thì vẫn đang ngơ ngác. Trong chớp mắt ông ấy đã được mọi người tới nơi. Đông tề học viện viện chủ là một vị võ thần, hắn thi triển trong ống tay áo là bản lĩnh của càn khôn, để tất cả mọi người rơi vào tiểu không gian của hắn, thực ra bản tôn đang nhanh chóng phi hành bản lĩnh của võ thần thật đúng là kỳ quái đúng rồi bắc minh vừa rồi sao người lại đột nhiên không nói chuyện nữa lực tra xét của vũ thiên ảnh cực mạnh sức mạnh thật sự sợ là không phải võ giả thông thường có thể so sánh được vừa rồi cô ta đã tỉ mỉ quan sát chủ nhân bắc minh không dám nói chuyện sợ bị quan sát thấy công đức bia đột nhiên ẩn đi lẽ nào cũng là bởi vì sợ bị vũ thiên ảnh phát hiện có lẽ vậy dù gì thân phận của hạo thiên giáo đồ cũng quá mức nguy hiểm một khi lộ ra chủ nhân sẽ đối diện với sự truy sát của ngũ đại hoàng triều nhưng dù là vậy công đức bia cư nhiên lại tự ý cắt đứt liên hệ với chủ nhân thật quá hỗn xược chủ nhân không thể cứ để vậy trong thần hải được ta hiện giờ vẫn còn cần nó đợi ngay sau thực lực đủ rồi nhất định sẽ tìm cơ hội nhổ nó đi chân long thánh địa một trong các thánh địa trong phạm vi của thanh long hoàng triều theo thường lệ các đại thánh địa không phải do hoàng triều trực tiếp quản lý thậm chí có rất nhiều thế lực phạm vi kéo dài qua nhiều hoàng triều Chân Long Thánh Địa chính là thánh địa hiếm có hoàn toàn thuộc về một hoàng triều, đồng thời cũng là phía tổ chức chính của lịch niên Tiềm Long bảng. Theo mệnh lệnh của Thanh Long Đại Đế, Tiềm Long bảng năm nay so với mọi năm vô luận là quy mô hay là phần thưởng đều được tăng lên rất nhiều. Chân Long Thánh Địa cũng lựa chọn ra Chân Long Quảng Trường lớn nhất làm nơi tranh bảng của Tiềm Long bảng, hoan nghênh thế lực các phương tiến về. Hơn nữa còn sắp xếp cho mỗi thế lực một đình viện tương ứng. Chân Long Quảng Trường Đông Tề Học Viện đình viện, cung nghênh các vị Đông Tề Học Viện. Chúng ta đã chuẩn bị xong chỗ ăn nghỉ, mời uống trước mấy chén trà nhạt nghỉ ngơi một chút. Thánh chủ bận quá nhiều việc, khó mà dành thời gian tiếp đón, vẫn mong các vị hiểu cho. Dù gì cũng là cử hành trên địa bàn của hắn, Thanh Long đại đế lại không để cho lão tiểu tử đó chút thời gian chuẩn bị, bận là đương nhiên rồi. Nào nào, mọi người cũng ngồi đi. Thánh địa, trời ơi, không ngờ rằng ta cư nhiên lại có cơ hội tiến nhập thánh địa. Những bàn đã ghế đá dùng để tiếp khách này đều được chế ra từ tinh nham có giá trị không hề thấp, chỉ cần tiếp cận liền có hiệu quả chăm sóc ra. Ha ha ha, môi trường ở học viện chúng ta mặc dù không so được với thánh địa, nhưng cũng không kém quá nhiều, sao không thấy các ngươi ngạc nhiên quá như thế khi ở học viện hả? À? Đây chẳng phải là ở trong học viện quá lâu, quen rồi mà. Mong viện chủ đừng trách. Rất nhiều công việc trong tiềm long bảng lần này đều ở trong quyển tập này, các vị có thể lấy về xem. Mên lấy luôn một quyển. Ừ, ý đại khái là, tiềm long bảng lần này được mở không phải toàn bộ người tham dự đều có cơ hội cạnh tranh, còn cần thông qua một vòng kiểm tra căn cơ, sàng lọc, cuối cùng chọn ra 50 người tranh đấu tiến hành lôi đài quyết chiến. 50 người sẽ dùng cách đấu luân phiên tiến hành đối quyết, chính là mỗi người phải đánh 149 trận. Thắng một trận tính 2 điểm, hòa một trận tính 1 điểm, thua không tính điểm, danh sách cuối cùng sắp xếp theo thứ hạng điểm tích lũy. Chỉ có 20 người có thể đăng lên tiềm long bảng, nhưng phàm là người lên bảng sẽ được đại đế tự mình tiếp kiến. Chỉ riêng điều cuối cùng đại đế tự mình tiếp kiến đã có thể áp được tất cả những phần thưởng khác rồi. Dù gì bọn họ muốn gặp người trên bảng chắc chắn không phải chỉ để nhìn qua, chắc chắn là có sắp xếp của mình. Thiên ảnh nha đầu đối với Diệp Minh cũng lạnh lùng quá đấy, còn tiếp tục thế này nữa thì không ổn. Đúng vậy, vốn dĩ còn hy vọng có thể cùng tham gia bồi dưỡng một chút tình cảm, hiện giờ xem ra là hết cách rồi. Nha đầu đó cứng đầu vô cùng, ai cũng không khuyên được, ta chỉ có thể thử giúp một chút thôi. Khụ khụ, Diệp Minh à, hiểu biết của ta về cậu vẫn chưa nhiều lắm, nói nghe xem tư chất của cậu thế nào. Hồi bẩm viện chủ, ta là hạ phẩm thánh thể, thượng thượng tiềm lực. Không phải đùa chứ, thể chất này của lão đại cứ cho là thánh tử hoặc là hoàng kim thế tử cũng không mấy người có thể đạt đến được, thậm chí phải đến mức thần sĩ thiên tài. Không tồi không tồi, tư chất này chỉ cần nghiêm túc dạy dỗ, tương lai chắc chắn đến võ thánh võ thánh cái gì chứ thượng thượng tiềm lực là có khả năng tăng lên rất lớn đúng về sau nói không chừng có thể thăng tiến thành thần thể thiên ảnh nha đầu là sắp bồi dưỡng ra một vị võ thần rồi đấy ha 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 bên quan sát thiên ảnh cô ấy vẫn im lặng sau đó liền đứng dậy chỉ có mỗi tư chất thôi thì chưa đủ sư tôn mới này cũng khó ở chung quá đấy viện chủ chắc thị ngày mai mới bắt đầu đệ tử có thể ra ngoài đi dạo được không tìm long bảng lần này huyền thiên thánh địa liệu có tham gia không nếu như tham gia tô lan cũng nhất định sẽ đến nhỉ đi đi nhớ đừng quên thời gian đấy lát sau men đang đi dạo phía sau có hai cái đuôi bám theo hai người cứ bám sát ta làm gì vậy lão đại đi đâu để đi theo đấy trước mặt viện trưởng cứ phải cẩn thận không bằng ra ngoài hít thở chút chúng ta đi vòng vòng cả nửa ngày trời cảm giác đệ giống như đang tìm nơi nào đó đệ muốn đi đâu vậy ta đi tìm một người bạn, nhưng chân long quảng trường này cũng lớn quá đi, không tìm thấy. Mên để ý tới người đang bưng trái cây. Vị tiểu ca này, xin hỏi đình viện của huyền thiên thánh địa ở đâu vậy? Sư huynh đi về phía trước 3.000 bước, xuyên qua một rừng trúc thì sẽ nhìn thấy. Cảnh chuyển tới rừng trúc, tô lan, triệu sư huynh của con sắp đến rồi, con phải biểu hiện cho tốt vào, nó có thể nhìn chúng con chính là phúc phận của con. Con cũng biết, bởi vì không có ai có thể luyện thành huyền thiên bạch đế kiếm, Huyền Thiên Kiếm đại chúng ta đã mất mặt lắm rồi. Muốn phục hưng bắt buộc phải mượn sức mạnh của kiếm chỉ. Sư tôn, thì ra người cũng là nhắm vào vô cấu thánh thể của con. Đừng có nói khó nghe như vậy, con thân là thánh địa đệ tử cống hiến chút cho môn phái chẳng phải là điều đương nhiên sao? Nếu không con nghĩ ta vì sao lại đưa con thác ấn bản của Huyền Thiên Bạch Đế kiếm, đó chính là viên gõ cửa cho con ở trong kiếm chỉ. Vô cấu thánh thể thêm vào Huyền Thiên Bạch Đế kiếm, chắc chắn có thể khiến kiếm chỉ coi trọng Huyền Thiên Thánh địa. Cái gì mà vì thánh địa, trước khi ta xuất phát từng nghe thấy Triệu Thiên Nhất kia vẫn luôn gọi người là cô cô, người rõ ràng là vì cháu trai của người. Ha ha ha, cô cô, lâu rồi không gặp. Kiếm trì thánh tử Triệu Thiên Nhất. Thiên Nhất, mau qua đây ngồi, Tô Lan ở đây đợi con đã lâu rồi. Ha ha, Tô Lan sư muội, không cần biết gặp bao nhiêu lần muội vẫn xinh đẹp như vậy. Sư huynh thật đúng là chỉ nhìn thôi đã không chịu nổi rồi. Nếu như đã đến rồi thì chịu theo số mệnh đi đừng có nhớ đến nhân vật nhỏ kia nữa. Con phải nghiêm túc lấy lòng triệu thiên nhất đấy, nếu không hậu quả con không gánh vác nổi đâu. Ha ha, tiếp theo dành thời gian cho người trẻ tuổi các con nhé, ta vẫn còn chút việc không làm phiền nữa. Ai, biết sớm như vậy cứ cho là tùy ý tìm một tiểu môn phái cũng mạnh hơn huyền thiên thánh địa, hiện giờ muốn chạy cũng chạy không nổi nữa. Ha ha, thiên phú của tô lan sư muội ta vẫn tin tưởng lắm, lần này tham gia tiềm long bảng, chắc chắn có thể có được danh cấp, Lan sư muội yên tâm, có ta ở đây, đảm bảo muội có thể nhập võ sĩ tiên tam, sư huynh nhất định giúp muội đánh cho đối thủ không còn lực chiến đấu. Đồ đàn bà quật cường, cô càng coi thường vi huynh, vi huynh càng là ngứa ngáy khó chịu. Đang yên đang lành sao lại nghe thấy có kẻ đang khoác lác vậy? Trời nắng cũng sắp bị thổi đến âm u rồi, ba hoa cũng có thể đến mức thiên hạ đều căm ghét, bản lĩnh thế này thật đúng là kinh người. Tên bụi đời từ đâu đến, muốn chết sao? Mẹ nó, một mỹ nhân thật xinh đẹp ông trời đối xử với ta cũng không tồi đã tặng một tô lan đại mỹ nhân thì thôi đi đến nay lại thêm một vị mỹ nhân khuynh thành nữa tô lan liền chạy vội tới minh ca lan nhi cuối cùng cũng tìm được muội rồi kẻ đó là ai một gia hỏa khiến người ghét bỏ không cần để ý đến hắn biểu đệ còn không giới thiệu cho chúng ta sao biểu đệ cái đó vị này là tô lan là người thương của ta chúng ta lúc đó cùng nhau tu luyện ở xích dương môn, còn về vị biểu tỷ này. Như Ngọc vội kéo tay mê lại. Tô Lan muội tử, nhìn muội cũng xinh đẹp thật đấy, biểu đệ ta thật đúng là có phúc khí, có thể có mỹ nhân như muội ở bên. Vị tỷ tỷ này chê cười rồi, ta nào có xinh đẹp bằng cô. Sao cô lại gọi Minh ca ta là biểu đệ vậy? Ta chưa từng nghe nói Minh ca có họ hàng xa nào cả. Vậy hả? Nhưng thứ như thân tình này là phải có từ xa đến gần đấy liên quan đến biểu đệ này ta phải giải thích tử tế mới được lúc đến ta thấy có một tòa tử lâu hay là chúng ta vậy sao vậy chúng ta vừa đi vừa nói vậy vậy ta thì sao không ai giới thiệu ta một chút sao chậm đã tiểu tử ngươi có việc gì ta không cần biết ngươi là ai cũng không hứng thú biết ngươi là ai nhưng ngươi tốt nhất đừng có tiếp cận tô lan nữa nếu không chịu thiên nhất ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi loại lời như thế này mà cũng nói ra được kiếm chỉ các ngươi cũng vô liêm sỉ, nữ nhân của lão đại ta huynh ấy không tiếp cận, lẽ nào lại để ngươi tiếp cận? Không thấy hai vị tẩu tẩu cũng lười để ý đến ngươi sao? Ngươi còn có mặt mũi nào mà nói nhảm trước mặt họ? Ha, được lắm. Các ngươi cũng là đến tham gia tiềm long bảng đúng không? Tốt nhất đừng thông qua vòng tuyển chọn ban đầu, nếu không lên lôi đài các ngươi đều sẽ xui xẻo. Lão đại đệ sợ quá đi, thật sự là sợ chết người ta mất rồi. Dọa đến người ta sắp tè ra quần rồi đây nè không cẩn thận đồng tử thánh thủy của người ta tạt lên người hắn thì phải làm sao vậy chẳng phải sẽ trở thành tiên trì thánh tử rồi sao ha 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 vậy để cứ trực tiếp nhắm chuẩn hắn vậy chẳng phải là bắn đúng người hắn rồi sao ha 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 chủ ý của lão đại tuyệt lắm từ nay về sau hắn liền tiến thăng trở thành thánh thủy trì thánh tử rồi nhất thiên tức giận nghiến chặt răng ngươi đi thôi đừng để ý đến thánh thủy trì thánh tử nữa loại nhãi nhép mà thôi Tô Lan cô quay lại đây cho ta, nếu không cô nhất định sẽ hối hận. Thánh tử này cũng ngu ngốc lắm. Lát sau tại tử lâu, bên trên là tất cả những gì muội đã gặp phải ở huyền thiên thánh địa. Thực ra sư tôn lúc đầu đối với muội cũng không tồi, nhưng từ sau khi biết muội có vô cấu thánh thể, liền thay đổi. Rồi sư tôn liền ép muội tham gia tiềm long bảng, còn đặc biệt đem triệu thiên nhất gọi đến rừng trúc, cũng may minh ca đến kịp thời. Huyền thiên thánh địa chó chết gì chứ, Mụ đàn bà kia thật đúng là vô liêm sỉ, vì cháu bà ta, cư nhiên đem đồ đệ của chính mình và tuyệt học Thánh địa Huyền Thiên Bạch Đế kiếm cũng tặng đi luôn, thật buồn nôn. Nhưng bà ấy dù gì cũng là sư tôn của muội, muội cũng vô cùng khó xử. Lan muội, muội dẫn ta đến Huyền Thiên Thánh địa, ta đi nói chuyện với sư tôn của muội. Minh ca, tuyệt đối không thể, lỡ như Minh ca kích động đến Thánh địa trưởng lão chịu tổn thương thì phải làm sao? Không cần lo lắng, Ta nghĩ Huyền Thiên Thánh Địa tuyệt đối không phải cho sư tôn muội làm chủ. Chủ nhân không thể, trong thánh địa có võ tôn thậm chí võ thần, hành động này quá mức mạo hiểm, ta tự có đối sách. Trương Hoành, để đi theo sau lưng ta cùng nhau đi một chuyến đến Huyền Thiên Thánh Địa, còn về làm như thế nào? Hay hay, đã rõ. Vậy ta quay về trước vậy, Diệp Minh chuyến này đi là gây phiền phức, đừng có chọc người ta ngứa mắt, phải mau chóng về báo cho viện chủ. Cảnh chuyển tới nơi ở của Huyền Thiên Thánh Địa lần tiềm long bảng này huyền thiên thánh địa chắc chắn có được nhưng vẫn là có chút đối thủ cần phải coi trọng ngoại trừ đệ tử của vạn niên đại giáo không nói đến lần này rất có thể có thần sĩ đệ tử gia nhập là cường địch huyền thiên thánh địa huyền thiên thánh chủ mên đẩy toang cửa ra ai vô lễ như vậy diệp minh từ từ bước vào tại hạ đông tề học viện đệ tử diệp minh gặp qua trừ vị tiền bối huyền thiên thánh địa tô lan và ta bên nhau đã lâu ta lại nghe nói có người ép muội ấy gả cho kiếm trì thánh địa, còn muốn dùng huyền thiên bạch đế kiếm làm bồi giá. Cái gì? Dùng huyền thiên bạch đế kiếm? Thật sự có việc này. Không thể nào, tuyệt không thể xảy ra chuyện như vậy được. Vãn bối cảm thấy việc này quá ly kỳ, sợ rằng có tiểu nhân dở trò trong đó. Cũng có thể là Tô Lan đã nghe nhầm, cho nên đến hỏi một chút, việc này rốt cuộc là thật hay giả. Hỗ sược, ngươi là cái thá gì chứ, lại dám hỏi việc của huyền thiên thánh địa ta xin tiền bối hãy nói rõ sự thật. Tô Lan, con đem việc này nói ra cho ta nghe. Mau xem xem, huyền thiên thánh địa bên đó có chuyện hay kìa. Ý, nghe nói có người đến huyền thiên thánh địa gây chuyện. Thú vị lắm, sư tôn người mau đến, huyền thiên thánh địa phiền phức lớn rồi. Ha ha ha, lâu rồi không thấy thánh địa bị chèn ép rồi, lần này thì có trò hay để xem rồi. Huyền thiên thánh địa xảy ra chuyện lớn rồi, nội môn cao tầng lão thái ba ức hiếp đại mỹ nữ đệ tử, Tuyệt đối là vở kịch hay, mọi người mau đến xem náo nhiệt đi. Gai rồi, lần này đám gia hỏa đến xem náo nhiệt đều là người của các thế lực lớn, uy áp của từng người thậm chí có thể đạt đến võ thánh cảnh. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể để lộ, loại việc này không phải có thể nói cho người ngoài biết được đâu. Thánh chủ vội thi triển tuyệt âm chú. Ha ha ha, lão tiểu tử đừng có động thủ, các tuyệt thanh âm thì không còn thú vị nữa đâu. Hừ, có cao nhân dở trò, thanh âm không thể cách tuyệt việc này ta đã biết rồi các ngươi lui xuống đi tiền bối ta còn chưa nói hết nghe nói triệu thiên nhất của kiếm trì kia là cháu trai ruột của sư tôn tô lan bà ta để tô lan gả qua đó còn muốn dùng huyền thiên bạch đế kiếm làm bồi giá vừa nghĩ đến huyền thiên thánh địa mà vãn bối từ nhỏ đã sùng bái nhất rơi vào cảnh thế này thật đúng là khiến vãn bối bi ai vạn phần mà thánh chủ liền lườm triệu kiểm cơ thánh chủ tiểu tử đó ăn nói linh tinh sao ta có thể làm ra việc phản bội lại thánh địa chứ tiểu tử từ đâu đến lại dám ăn nói bừa bãi, còn không mau cút đi. Vị tiền bối này chắc rằng chính là sư tôn của Tô Lan Hà. Bà đem Tô Lan gả cho cháu trai của mình, có lẽ là không có tư tâm, nhất định là nghĩ cho huyền thiên thánh địa nhỉ. Chỉ là người khác thì không nghĩ như vậy đâu, ta thấy triệu thiên nhất kia tư chất bình thường, tâm tính bất thuần, Tô Lan gả cho hắn, chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, vô cùng không xứng. Ngậm miệng, một tiếng hét vang lên, kẻ nào dám kẻ nào dám động vào người của đông tề học viện ta. Xung quanh bà ta đã xuất hiện các vòng tròn hư không. Những thanh kiếm từ từ xuất hiện. Hư không chi ký, đây là chiêu thức của vị võ thần đó. Lý Thuần Phong, chúng ta sẽ không ra tay với tiểu oa oa đó, thu lại võ ký đi. Võ ký của Thuần Phong từ từ biến mất. Ây, còn tưởng rằng có thể gặp được một trận đại chiến, đánh nhau nữa chứ. Lại nói lại thì, huyền thiên thánh trì năm đó chính là đứng đầu của cửu đại thánh địa đấy huyền thiên bạch đế kiếm vừa xuất thần ma đều thối lui thật không ngờ lại trở nên thế này phải dùng tuyệt kỹ này đổi lấy sắc mặt của kiếm trì đáng buồn đáng buồn mà huyền thiên thánh trì ta tuyệt không đem huyền thiên bạch đế kiếm truyền ra ngoài tiểu oa oa đa tạ ngươi đã nhắc nhở không tiễn đa tạ tiền bối vãn bối cáo tử vậy con cũng tô lan ngươi quay về đây cho ta cô ấy giật mình đứng lại Bà ấy dù gì cũng là sư tôn của ta, lời của bà ấy ta không thể không nghe. La Nhi muội đừng sợ, Huyền Thiên Thánh Địa vẫn luôn công bình công chứng, tuyệt đối sẽ không đẩy đệ tử như muội vào lò lửa đâu. Lão Tiền Bối, vãn bối tin tưởng tác phong của các vị. Ta tự có cân nhắc, lui xuống đi. Mọi việc đã gây lớn như vậy rồi, nhiều người nhìn như vậy, Huyền Thiên Thánh Địa cứ cho có không mặt không mũi đến đâu cũng sẽ không làm khó muội, sẽ càng không gả muội cho Kiếm chỉ nhưng sư tôn muội có thể sẽ gây khó dễ cho muội minh ca không cần lo lắng muội cố gắng tránh bà ấy là được vãn bối cáo tử tiểu tử món nợ này lão nương ghi lại rồi ha 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 náo nhiệt đã xem xong rồi mọi người nhường chút nhất thiên vội vàng lao tới trước mặt mên tiểu tử ngươi chết chắc rồi ngu ngốc ta đợi ngươi đấy lát sau tại nơi ở của học viện đông tề diệp minh gan ngươi cũng lớn lắm ngươi có biết lão giả đó là ai không nếu như không phải ta ra tay chỉ dựa vào tiền thì không bảo vệ ngươi được đâu chắc là huyền thiên thánh địa ạ à. ta thấy tính tình ông ta cũng tốt lắm mà hắn là một vị võ thần của huyền thiên thánh địa tư cách cực giả thực lực cực kỳ cao thâm nếu như không phải có hắn chống đỡ huyền thiên thánh địa đã sụp đổ lâu rồi lại nói thì huyền thiên thánh địa muốn nhờ và kiếm trì cũng là hành động bất đắc dĩ thôi bình thường mà nói thánh địa không phải có rất nhiều võ thần sao huyền thiên thánh địa sao lại chỉ còn mỗi ông ta chứ? Huyền thiên thánh địa vốn vẫn có mấy vị võ thần, một vị trong đó chính là Thương Vương, từng là đệ tử học viện ta, nhưng mà hắn sớm đã thoát ly huyền thiên thánh địa, rất ít khi quản những việc bên đó. Vài vị võ thần còn lại cũng đã ngã xuống khi thám hiểm, từ đó về sau thực lực của huyền thiên thánh địa tổn thất lớn. Năm này không bằng năm xưa, đến nay nếu không phải là nội tình thâm hậu chống đỡ, sợ rằng sớm đã lưu lạc đến đại giáo cấp thế lực rồi. Diệp Minh, người của kiếm trì kia đối với ngươi hình như rất thống hận ngươi đến lúc đó phải cẩn thận tiềm long bảng ngày mai mới mở mọi người rảnh thì cũng là rảnh sao lại không đến đánh lôi đài chứ thiên công giáo ta lập một lôi đài ở đây thách đấu đồng giới phí báo danh một vạn võ tôn tệ người thắng có thể nhận được phần thưởng 10 vạn võ tôn tệ âm dương giáo ta lập một lôi đài ở đây người thắng có thể nhận được 20 vạn võ tôn tệ nếu như người tham dự thắng được vượt một cảnh giới nhỏ phần thưởng sẽ càng nhiều hơn Kiếm trì ta lập một lôi đài ở đây, người thắng có thể có được 50 vạn võ tôn tệ. Ủng hộ thách đấu vượt giới, vẫn mong các vị thiên tài nhanh chóng đến thách đấu, kiếm trì ta không từ chối ai hết. Hoàng kim thế gia cung gia ta lập lôi đài ở đây. Đây là tình hình gì vậy, có người đang dựng lôi đài. Võ giả chúng ta một lòng hướng võ, người tụ tập nhiều tự nhiên sẽ muốn đánh lôi đài phân cao thấp, cũng có thể áp chế nhuệ khí của thế lực khác. Có lôi đài rồi, các loại đặt cược đương nhiên sẽ lên theo. Trang gia còn có thể kiếm được không ít, cho nên mọi người đều sẽ giành mở. Diệp Minh, Trương Hoành, Mi Như Ngọc, ba người có muốn lên lôi đài không? Phó viện chủ, tiền kiếm được thì chia thế nào? Chúng ta cũng không kiếm tiền của ngươi, chỉ là có ý là được, vô luận thắng được bao nhiêu đều chia ngươi bảy phần, đây là quy củ cũ rồi. Lát sau Lý Thuần Phong đã dẫn mọi người đi mở lôi đài. Nếu như các ngươi đã muốn chơi, ta không thể hiện gì cũng không được. Ông ấy thi triển, hám sơn thuật đông tề học viện thiết lập lôi đài ở đây võ sĩ cảnh cao năm tiểu cảnh giới có thể thách đấu người thắng có thể có được 30 vạn võ tôn tệ kẻ thua chỉ cần để lại 50 vạn võ tôn tệ võ tôn cảnh đồng giới thách đấu người thắng có thể có được 30 vạn võ tôn tệ ai dô mẹ ơi ta không nghe nhầm chứ cảnh giới cao hơn đối phương đánh thắng còn có thể có được 20 vạn võ tôn còn chẳng phải là tặng tiền không đó sao ha 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 vớ được vàng rồi khoản tiền này tiểu gia kiếm chắc rồi Đông Tề học viện thật là ngông cuồng, để bọn chúng biết sự lợi hại của Bạch Ngân thế gia ta. Ha ha ha, ta báo danh rồi. Ta cũng vậy. Đừng chen nữa. Trương Hoành, Mi Như Ngọc, Quy Tắc Cũ, Mở Sạp. Một chiếc bàn đá đã được mang ra. Còn đang phiền não vì đánh không lại thiên tài cùng cảnh giới sao? Vẫn đang không cam vì thiên tài đồng bối quá mạnh sao? Vì để thỏa mãn nhu cầu của các sư huynh đệ tỉ muội, Đông Tề học viện ta đặc biệt dựng lên lôi đài chiến vượt cảnh giới, mau đến đánh tam phẩm võ sĩ nhỏ bé ngông cuồng này đi. Chỉ cần có thể thắng, chúng ta sẽ thưởng 30 vạn võ tôn tệ. Không chỉ như vậy, mọi người còn có thể đạt cược, đoán xem ai có thể thắng. Không cần biết là cược bao nhiêu tiền, đông tề học viện ta đều sẽ cược khoản tiền tương ứng để khoản cược duy trì ở mức độ hợp lý. Mọi người sẽ không cần lo lắng tiền cược quá thấp mà không kiếm được lời. Ha ha ha, quả thật chỉ là tam phẩm võ sĩ, việc tốt thế này sao có thể bỏ qua chứ, tặng tiền không ai lại không muốn chứ. Cảnh giới như vậy cũng dám lập lôi đài, để ta cho tiểu tử này biết thế nào là trời cao đất rộng. Đợi đã, giúp cuộc ai lên trước. Ta là thế tử Bạch Ngân Thế Gia gần Đông Tề Quốc, để ta lên trước. Lỡ như ngươi đánh hắn không thể đánh nữa thì phải làm sao? Tiền này còn kiếm được nữa không chứ? Ta còn sợ ngươi đánh hỏng hắn nữa đấy. Không được, để ta lên trước, ta thu tay được mà. Nhìn tiểu tử này ra mềm thịt non, thật là xoay khí hợp khẩu vị của tiểu sinh, vẫn là để tiểu sinh lên sủng ái hắn trước đi. Bọn họ giật mình tránh đi, ý. Đây là mẹ nó gọi đến cái thứ gì vậy? Lôi đài bắt đầu, Diệp Minh không ngoài ý muốn dễ dàng đánh thắng, đem những người thách đấu đều đánh ngã đài. Tiểu sinh đã quá, xin hãy yêu thương tiểu sinh thêm lần nữa. Ta trước giờ chưa từng gặp qua tam phẩm võ sĩ yếu như vậy. Ai cái eo của ta. Trương Hoành và Mi như Ngọc Thân là nhà cái cũng kiếm được đầy áp, trừ đi 3 phần trả cho học viện, phần còn lại đều chia cho ba người theo quy củ cũ. Sau khi nhận thức được khoảng cách của thực lực, đã không còn ai đến thách đấu Diệp Minh nữa, ngược lại có không ít võ sư mơ tưởng đến mỹ sắc của Mi Như Ngọc. Cứ vậy mà đến thách đấu Mi Như Ngọc, muốn mượn cơ hội này thân cận với cô ta, nhân tiện thể hiện khí khái anh hùng của mình. Vị sư muội này tên là gì vậy? Có muốn Vi Huynh cắt gọt mài rũa? Sư muội có muốn ăn bữa sáng không? Vi Huynh biết có một tiệm ngon đám gia hỏa này đều coi ta là bình hoa. Vi huynh bất tài, muốn cùng sư muội làm quen, vẫn mong sư muội nể mặt. Diệp Minh ở lại đình viện của Đông Tề học viện cũng không có việc gì làm, nhàn rỗi cùng là nhàn rỗi, liền để lại Mi Như Ngọc và Trương Hoành tiếp tục đánh lôi đài, tự mình chạy đến lôi đài của thế lực khác. Bắc Minh, đem thực lực của ta áp chế xuống ba thành, như vậy lúc đánh mới thú vị. Có thể, chủ nhân tiếp theo muốn đi tìm thế lực thế nào để thách đấu. Bác Minh kiến nghị lựa chọn tông môn có thực lực thông thường trước, từ yếu đến mạnh từ từ đánh. Thiên Hà môn thật đúng là vô liêm sỉ, vậy mà lại để người cảnh giới thách thức bọn họ, loại việc thế này ta chưa từng nghe đến. Vậy sao, sợ thua như vậy còn lập lôi đài làm gì chứ, thật đúng là nực cười. Trong đông tề quốc có tông môn như vậy thật đúng là mất mặt. Thiên Hà môn, ta nhớ đó là môn phái của Diệp Tử Thánh. Lúc này tại lôi đài của Thiên Hà môn, Tử Thánh đang vênh mặt đợi các đối thủ tới thách đấu. Bên từ từ bước tới. Ố, thiên hà môn quy tắc, cảnh giới của lôi chủ là ngũ cấp võ sư, kẻ yếu hơn 5 tiểu cảnh giới có thể thách đấu. Thắng có thể có được một vạn võ tôn tệ, kẻ yếu hơn 4 tiểu cảnh giới có thể thách đấu, thắng có thể có được 3.000 võ tôn tệ. Thiên hà môn này quả nhiên vô liêm sỉ, cư nhiên để người yếu hơn thách đấu bọn họ. Ở bên cạnh lôi đài là trưởng lão của thiên hà môn. Trưởng lão, quy tắc này của chúng ta liệu có phải không tốt lắm không? Ngươi hiểu cái dám gì, lần tiên long bảng này mấy vạn nhân đại giáo hoàng kim thế gia thánh địa gì đó đều đầy ra khắp nơi đều là thiên tài sao mà đánh thắng được thiên hà môn ta mặc dù quy vị nhất phẩm tông môn nhưng so với những đại thế lực đó vẫn là có khoảng cách không nhỏ lỗi như những đại giáo thánh tử đó đến thách đấu còn chẳng phải bồi thường sao chỉ cần đem phần thưởng hạ xuống rất thấp những thiên tài kia coi thường chúng ta lại thêm vào quy tắc chỉ cho phép người cảnh giới thấp thách đấu có hai tầng bảo hiểm chúng ta mới không bị thua được mới kiếm được nhưng mà trưởng lão, lỡ như không ai đến thách đấu thì phải làm sao? Người tham gia tiềm long bảng nhiều như vậy, rồi cũng sẽ có kẻ ngốc đến tặng mạng, chúng ta cứ yên lặng mà đợi là được. Lúc này một bóng người bay thẳng tới lôi đài. Đông Tề học viện Diệp Minh, võ sĩ tam phẩm, tiến đến thách đấu. Diệp Minh, tiểu súc sinh, ngươi lại dám đến? Ha ha ha, tên ngốc chẳng phải đã đến rồi sao? Ngươi mau đi lập sạp. Dạ. Vị thách đấu này, xin hỏi ngươi định cược bao nhiêu? do không có người đặt cược khác, thiên hà môn chúng ta sẽ bỏ ra tiền tài tương ứng, bảo đảm tiền cược ổn định, nếu như ngươi thắng, còn có thể có được thêm phần thưởng một nghìn võ tôn tệ. Áp 10 vạn võ tôn tệ. ấy 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 10 vạn võ tôn tệ. Thiên hà môn một năm kiếm được cũng không nhiều như thế đâu. Lỡ thua rồi, vậy. Ha ha ha, võ sĩ đánh võ sư sao mà thắng được, tên bại gia tử từ đâu đến lại tặng không ta nhiều tiền như vậy. Chỉ riêng một khoản tiền lớn như vậy đã không mất công chuyến này rồi ha ha ha. Cược đi. Diệp tử thánh, ngươi giết chết nhiều người vô tội của Diệp ra như vậy, hôm nay ta sẽ thay bọn họ đòi nợ. Ha ha ha, chỉ dựa vào một tam phẩm võ sĩ như ngươi. Ngươi chắc chắn không biết, từ lần trước sau khi bị ngươi đánh bại, ta tự lực tự cường, liều mạng tu luyện đến ngũ cấp võ sư, có được sự bồi dưỡng trọng điểm của thiên hà môn, thậm chí được một vị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Diệp Minh, tên nhãi nhép xích dương môn như ngươi có thể so được với ta sao? Suy nghĩ kỹ càng thì cũng thú vị lắm, ngươi chẳng qua là đệ tử của nhất phẩm tông môn, tầm nhìn thấp tự nhiên không thể nào biết thân phận hiện giờ của ta. Ta sớm đã bái nhập âm dương giáo, trước mắt luyện võ tại Đông Tề Học Viện, lần này là đại diện Đông Tề Học Viện đến tham gia tiềm long bảng. Cái gì? Hắn bái nhập âm dương giáo, còn là học viên của Đông Tề Học Viện. Sao có thể chứ? Cứ cho là ta cũng không có tư cách tiến nhập Đông Tề Học Viện đâu. Được rồi, thời gian dành cho ngươi đã đủ rồi, chịu chết đi. Bắc Minh, đem thực lực của ta phóng hết ra, ta muốn hủy đi tất cả của hắn, bao gồm cả tinh thần và tự tôn. Được. Xích sắt quanh người Mên đã được gỡ bỏ. Ha ha ha, cứ cho ngươi là học viên của Đông Tề Học viện thì đã sao? Ta đây là ngũ cấp võ sư đấy, dựa vào tam phẩm võ sĩ nhỏ bé như ngươi đừng hòng tổn thương một cọng tóc của ta. Mên nhẹ nhàng né qua một bên. Rồi tặng cho Diệp Tử Thánh một đạp. Diệp Tử Thánh bị đánh văng đi. Mên chừng mắt nhìn hắn ta. Sao có thể chứ, ta chính là võ sư đấy, nhất định là tình cờ thôi. Ta mới là thiên tài đỉnh nhất của Diệp gia, ngươi chẳng qua chỉ là tên nhãi nhép mà thôi, không thể nào thắng được ta, cả đời này đều không thể nào. Lôi minh quyết. Mên cho Tử Thánh một đấm vào cằm, khiến hắn bay lên thổ huyết. Sau đó túm lấy chân của Tử Thánh, đập mạnh xuống sàn đấu khiến tử thánh tiếp tục thổ huyết. Tha mạng, ta nhận thua, nể tình chúng ta đều là diệp gia đồng tộc. Ngươi còn không có tư cách nhắc đến diệp gia. Dừng tay, nơi này là lôi đài của thiên hà môn ta, đừng có hỗn xược. Mên vẫn cho tử thánh một đấm vào bụng, khiến hắn la hét thảm thiết. Ta là đông tề hầu phủ đối vệ, đồ đệ của âm dương giáo trưởng lão Cao Phụng Tiên, đồ tôn của đông tề học viện viện chủ võ thần Lý Thuần Phong, đồ đệ của thanh long hoàng triều tướng quân Vũ Thiên Ảnh, Võ sĩ mạnh nhất trong lịch sử Đông Tề Học viện, Diệp Minh. Ngươi chỉ là nhất phẩm tiểu tông môn trưởng lão nhỏ bé, cũng đòi cản ta?